Xin chào các bạn đam mê bóng chuyền, đặc biệt là những người hâm mộ trung thành của giải đấu cúp VTV9 Bình Điền 2024. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin mới nhất và đáng chú ý nhất từ thế giới bóng chuyền. Đầu tiên, chúng ta không thể không đề cập đến một cái tên lừng danh trong làng bóng chuyền Việt Nam, đó là Hoa Khôi bóng chuyền Thanh Thúy. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những diễn biến mới nhất về hành trình đầy gian truân của cô trong cuộc đua đến bán kết của giải đấu năm nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá danh sách top các cây ghi điểm ấn tượng nhất từ vòng bảng cúp VTV9, Bình Điền. Và có lẽ không có gì ngạc nhiên khi ngôi sao của LPB Ninh Bình, Nguyễn Thị Bích Tuyền, góp mặt trong danh sách này. Tuy nhiên, sẽ có những điều bất ngờ đang chờ đợi bạn khi khám phá chi tiết về vị trí của cô trong danh sách này. Cuối cùng, và cũng là điều khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, là tin tức về chấn thương của Nguyễn Thị Bích Tuyền trước thềm cuộc thi AVC Challenge Cup 2024. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những cập nhật mới nhất về tình hình sức khỏe của cô và tác động của nó đến hành trình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong giải đấu quốc tế sắp tới. Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất và không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong cuộc đua căng thẳng và kịch tính tại cúp VTV9, Bình Điền 2024. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin đáng chú ý khi Hoa Khôi bóng chuyền Thanh Thúy khó đấu bán kết. Trận đấu giữa VB Ninh Bình và câu lạc bộ Thông tin Trường Tư Bình Phước đã đi vào lịch sử của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024 với một kết quả đầy kịch tính. Người hâm mộ đã được chứng kiến một cuộc so tài căng thẳng, đầy cảm xúc giữa hai đội bóng nữ xuất sắc. Tuy nhiên, sự vắng mặt của phụ công Lê Thanh Thúy đã gây ra những rắc rối không nhỏ cho đội VB Ninh Bình. Đây là một mất mát đáng kể, khi Thanh Thúy không chỉ là một trụ cột quan trọng về khả năng chia lửa và chắn bóng, mà còn là người đem lại sự ổn định và tự tin cho đội bóng. Chấn thương ở lưng đã khiến Thanh Thúy không thể thi đấu, và đây thực sự là một cú sốc lớn đối với đội bóng. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng phải thay đổi chiến thuật và sắp xếp lại đội hình, nhưng không thể phủ nhận rằng sự vắng mặt của Thanh Thúy đã để lại khoảng trống lớn trong đội hình của VB Ninh Bình. Trận đấu đã diễn ra với sự căng thẳng và khó khăn cho đội bóng không có Thanh Thúy. Bích Tuyền, một tài năng trẻ đầy triển vọng, đã phải đối mặt với sự áp đảo của các tay chắn từ câu lạc bộ Thông tin, khiến cho khả năng ghi điểm của VB Ninh Bình bị hạn chế đáng kể. Dù đã cố gắng hết sức, VB Ninh Bình vẫn phải chấp nhận thất bại 1-3 trước câu lạc bộ Thông tin. Sự vắng mặt của Thanh Thúy đã là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến kết quả này, và đây thực sự là một bài học đắt giá cho đội bóng về sự quan trọng của một đội hình mạnh mẽ và đồng đội thể hiện sự đoàn kết trong mỗi trận đấu. Nối tiếp top các cây ghi điểm vòng bảng cúp VTV9, Bình Điền, Bích Tuyền xếp thứ 2. Vòng bảng của cúp bóng chuyền VTV9, Bình Điền 2024 đã kết thúc với một cuộc đối đầu kịch tính giữa LPB Ninh Bình và binh chủng Thông tin, để chứng tỏ sức mạnh và tinh thần chiến đấu của từng đội bóng. Trận đấu đã được chờ đợi, không chỉ bởi sự quan trọng của nó trong việc quyết định đội nào sẽ tiến vào vòng bán kết, mà còn bởi những cung bậc cảm xúc và khả năng thi đấu của các tài năng trên sân. Đã qua những trận đấu căng thẳng, giải đấu đã chọn ra những đội bóng xuất sắc nhất, đồng thời ghi nhận những người chơi nổi bật nhất. Trong danh sách những cây ghi điểm hàng đầu ở vòng bảng, chủ công Chen Pei Giang của đội VTV Bình Điền Long An tỏa sáng với 77 điểm, là một trong những người chơi nổi bật nhất trong đội hình của đội Long An. Sự xuất sắc của Pei Giang đã giúp đội bóng của mình vượt qua những thách thức, đặc biệt là khi đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đang gặp khó khăn với thể trạng không tốt. Pei Giang không chỉ là người chơi giỏi trong việc ghi điểm, mà còn là một tinh thần lãnh đạo trên sân. Sự tự tin và tinh thần quyết tâm của cô đã truyền cảm hứng cho đồng đội, giúp họ vượt qua những thử thách khó khăn và đạt được kết quả tốt nhất có thể trong vòng bảng. Trận đấu cuối cùng của bảng A tại cúp VTV9, Bình Điền 2024 đã chứng kiến một màn trình diễn kỳ diệu từ Chen Pei Giang, người đã thể hiện sức mạnh và tài năng của mình trong một trận đấu đầy kịch tính trước Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Với 39 điểm ghi được, Pei Giang đã cho thấy sự xuất sắc và ảnh hưởng lớn đối với đội bóng của mình. Đứng sau Pei Giang trong danh sách này là đội trưởng LPB Ninh Bình, Nguyễn Thị Bích Tuyền, một người chơi mà khán giả không thể không chú ý khi theo dõi giải đấu. Bích Tuyền đã ghi được tổng cộng 67 điểm, là một con số ấn tượng, đồng thời chứng tỏ sức mạnh của đội LPB Ninh Bình trong mùa giải năm nay. Ở vị trí thứ 3 là Miao Yuen, tay đập xinh đẹp đến từ Trung Quốc. Với 62 điểm ghi được, Yuen không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng bật đà và ghi điểm thông minh, mà còn là một trong những người ngoại quốc xuất sắc nhất tham gia vào danh sách hàng đầu của giải đấu. Cùng với Yuen, còn có Aia Honosuma từ PFU Bluket và Kutika Kewin từ Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, hai tay đập ngoại quốc khác cũng đã góp mặt trong top 10 những tay đập hàng đầu của vòng bảng cúp VTV9, Bình Điền năm nay. Sự xuất sắc của các cầu thủ này đã làm cho giải đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết.
Ngoài ra, cũng đáng chú ý là sự xuất hiện của một số cái tên quen thuộc trong danh sách này như Vi Thị Như Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Đặng Thị Hồng và Trần Tú Linh. Tất cả đều là những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn đối với đội bóng của mình và đều đã có những đóng góp đáng kể trong thành công của đội. Theo bảng xếp hạng, thứ hạng 1 Chen Pei Giang, câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An, chủ công số điểm 77. Thứ hạng 2 Nguyễn Thị Bích Tuyền, câu lạc bộ LPB Ninh Bình, đối chuyền số điểm 67. Thứ hạng 3 Miao Yuen, câu lạc bộ Tứ Xuyên, chủ công số điểm 62. Thứ hạng 4 Vi Thị Như Quỳnh, câu lạc bộ Binh Chủng Thông Tin, chủ công số điểm 52. Thứ hạng 5 Hoàng Thị Kiều Trinh, câu lạc bộ Binh Chủng Thông Tin, đối chuyền số điểm 52. Thứ hạng 6 Aia Honosuma, câu lạc bộ PFU Blue Kết, phụ công số điểm 50. Thứ hạng 7 Phạm Thị Hiền, câu lạc bộ Binh Chủng Thông Tin, phụ công số điểm 49. Thứ hạng 8 Đặng Thị Hồng, câu lạc bộ U20 Việt Nam, chủ công số điểm 45. Thứ hạng 9 Trần Thị Tú Linh, câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang, chủ công số điểm 40. Thứ hạng 10 Kutika Kevin, câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang, chủ công số điểm 40. Và cuối cùng, thông tin khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi Nguyễn Thị Bích Tuyền dính chấn thương trước thềm AVC Challenge Cup 2024. Trong một cuộc đấu căng thẳng và quyết liệt, Nguyễn Thị Bích Tuyền đã phải trải qua một thử thách đầy khó khăn. Trận đấu giữa LPB Ninh Bình và Binh Chủng Thông Tin không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu bình thường, mà còn mang trong mình ý nghĩa sống còn, đặc biệt với Bích Tuyền và đồng đội của cô. Theo cập nhật của trang fanpage bóng chuyền Việt Nam, Bích Tuyền có dấu hiệu bị đau ở vùng lưng ở trận đấu này. Dẫu vậy, tay đập quê Vĩnh Long vẫn cố nén đau để thi đấu, cống hiến hết sức để giúp LPB Ninh Bình lật ngược tình thế. Đây là trận đấu có ý nghĩa sống còn cho tấm vé vào bán kết của Binh Chủng Thông Tin, với việc Tứ Xuyên, Trung Quốc thắng U20 Thái Lan 3-1 ở trận đấu trước đó và có trong tay 4 điểm, đội bóng áo lính chỉ cần thắng 2 set trước LPB Ninh Bình là sẽ có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất, sẽ cùng có 4 điểm như Tứ Xuyên nhưng hơn về đối đầu. Chính vì thế, Binh Chủng Thông Tin nhập cuộc rất tự tin, từng vị trí trên sân đều thi đấu với hơn 200% sức mạnh. Ở cả hai set đấu đầu tiên, Bích Tuyền và các đồng đội đều để thua Thông Tin rất sát nút, đồng nghĩa với việc đại diện quân đội đã chính thức có mặt ở bán kết cúp VTV9, Bình Điền. LPB Ninh Bình chơi đầy nỗ lực để có chiến thắng nhanh chóng ở set 3, nhưng đến set 4, đoàn quân huấn luyện viên Thái Thanh Tùng không thể hóa giải được hàng chắn chơi đầy tập trung của Binh Chủng Thông Tin, chấp nhận thất bại 1-3 chung cuộc 25-27, 23-25, 25-15, 22-25. Hy vọng rằng chấn thương của Bích Tuyền sẽ không quá nghiêm trọng và cô sẽ sớm trở lại sân bóng trong những trận đấu sắp tới tại cúp VTV9, Bình Điền và trong chiến dịch của đội tuyển Việt Nam tại AVC Challenge Cup. Đối với một đội tuyển đang phấn đấu, nhưng đang phải đối mặt với những thử thách lớn như vậy, sự vắng mặt của một cầu thủ quan trọng như Bích Tuyền có thể là một cú sốc lớn. Trong quá khứ, việc đối chuyền quê Vĩnh Long từng phải rút khỏi đội tuyển là vấn đề đã được biết đến, và nó thường liên quan đến các vấn đề về sức khỏe của cô ấy, đặc biệt là về lưng. Chính vì vậy, việc cô ấy gặp lại vấn đề này một lần nữa có thể khiến người hâm mộ lo lắng và đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của Bích Tuyền và cả đội tuyển. AVC Challenge Cup năm nay sẽ là một thách thức lớn với bóng chuyền nữ Việt Nam, như ý nghĩa của tên gọi của giải đấu đã ám chỉ. Với việc lọt vào bảng đấu không dễ chơi, với sự góp mặt của các đối thủ mạnh như Indonesia và Kazakhstan, những người hâm mộ không thể không lo lắng về khả năng của đội tuyển. Đặc biệt là khi những niềm hy vọng số 1 như Thanh Thúy và Bích Tuyền đều đang phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe và không có thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, trong mọi thách thức và khó khăn, sự kiên nhẫn, nỗ lực và tinh thần đồng đội sẽ là chìa khóa để đối mặt và vượt qua mọi trở ngại. Người hâm mộ tin tưởng rằng đội tuyển sẽ vượt qua thời kỳ khó khăn này và mang về những thành công lớn trong tương lai.